Để cho chú dùng xong chú cảm nhận con máy mới nó khác con máy cũ nhiều. Cháu đang quay đấy. tối chú về chú xem trên TV nhá. Nghe chú ơi. Chú về cắt dao cắt cước đi chú. Chú cắt dao hay cắt cước vậy ạ? Vâng. Mà địa hình cỏ mình nó cao không quá không chú? Nó như thế kia không ạ? À. Thế thì chú phát cước cho an toàn. À chú đang phát cước kia đúng không? Vâng. Con lắp cước cho chú thử vụt luôn à? Chú không cài nào. Thế ra đây chú vụt thử cỏ luôn. Thử luôn nhỉ? Thử luôn chú. Thử luôn cho quay cho sinh động. Thật luôn như thế gì phải thử. Đây là máy cũ của chú ơi. TM24. Vườn chú rộng không chú? Làm một mẫu ạ? Một mẫu là bao nhiêu mét vuông? Ba nghìn sáu trăm mét cũng nhiều ấy chứ nhỉ. Làm màu vất hơn làm ruộng như nhỉ? À xem hai tháng một lần. À hết lại làm màu khác. À làm cây, làm màu thì được cái tiền nó quay nhanh hơn, làm cây thì tiền quay lâu hơn đúng không? Đúng rồi. Vâng, các loại rau luôn hả chú? Vườn chú gần đây không? Chú ơi, cách đây 6 cây. 6 cây à? Đi về hướng đây hả chú? Đi về hướng đây. Thế nào chú đặt qua đây một lần. Vâng. Đi chú đi đường tắt à? Lúc chú đi chú đang trôi ra từ chợ Minh Khai. À. Bán buôn ở Minh Khai đây chú bán. Minh Khai Nam Từ Liêm này, Minh Khai ở bên Hoàng Mai. À, cũng khai ở ngay đây gì? À, chào biết rồi. À, ở bên này cũng có chợ rau à? Có một chợ muối bên đâu. À, ngay đi qua cổng chào Hải Đức tí đúng không chú? Chú cổng trường đại học công nghiệp. Đúng rồi. 2:30 rồi, nắp đầy ô đấy, 2:30 xong rồi. Còn đây mua trên đấy, 2:30 xong. 2:30 rồi. 5 rồi. Năm. Bơm xăng đây. Ừ. Đây gọi là bóp vú chứ. Kỹ thuật bóp vú này khá quan trọng. Ui, đây gió mà xuống này. Ừ. Mà xuống. Đây mình cũng tắt này. Trên này tắt. Xuống là mở này. Xuống là mở này. Oh.
đừng treo chéo góc này. Rồi. Cái này đeo như cái đeo quay cặp đấy chú ạ. Chú cứ thử đi. Không thử. Có cho thử không chú? Cái ngon lành. Xịt toa không? Kê cái đấy rồi chú. Chú kê cho sữa đỡ sữa cần. Chú bác thử thấy nặng quá không chú? Cái này mà ví dụ như nó có cái cần này có dễ có tù theo. Chú cứ mang qua cho là dễ hết. Cho cháu thì cái gì cũng được. Bọn cháu bán ra thì bọn cháu phải lựa những cái dòng nào thì bọn cháu đồ đầy đủ đồ. Ở chỗ khác có thể người ta không chuyên thì chú đưa cho cái đồ dễ thay người ta cũng không có. Tức là vào chỗ chuyên thì khó cũng thành dễ mà vào chỗ không chuyên thì dễ cũng thành khó. Chú mua ở đâu thì chú cứ mang qua ở đấy người ta xử lý chú là ok nhất.